Xin chào các bạn đang theo dõi. Đây là cái video số 10 trong series về chủ đề chăm sóc em bé trong một năm đầu đời. Và nó cũng là một cái video cuối cùng trong cái chủ đề này. Nội dung của video mình sẽ chia sẻ đó là chăm sóc em bé giai đoạn từ 10 đến 12 tháng. Đầu tiên mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao mình lại gộp 3 cái tháng này lại với nhau. Mà không phải tách riêng ra từng tháng như những cái giai đoạn trước đó. Bởi vì đến cái giai đoạn này là giai đoạn phát triển các cái kỹ năng khác của em bé. Và với mỗi em bé là một các cái cá thể khác nhau, tùy vào cái đặc điểm riêng của từng em bé, rồi cái cách chúng ta tiếp cận, chúng ta dạy con, hay là cái môi trường xung quanh em bé nữa, thì nó sẽ có cái sự phát triển kỹ năng nó khác nhau. Nó khác nhau. Có em bé thì sớm hơn, có em bé thì muộn hơn. Thế thì gộp lại như thế này để bố mẹ tránh hoang mang, lo lắng trong cái vấn đề chăm sóc con, và để thuận tiện hơn trong cái quá trình theo dõi em bé. Tức là sẽ trong khoảng 3 tháng này để theo dõi những kỹ năng của em bé trong cả một cái khoảng thời gian, chứ là không có cái chính xác là nó sẽ xuất hiện vào cái tháng nào đâu các bạn ạ. Cụ thể, thứ nhất là về mặt thể chất của con, thì trong 3 cái tháng này em bé sẽ là thành thục được cái động tác là đứng trượng hay là bám vào các cái loại đồ đồ vật để lần lần để di chuyển để đi. Tức là em bé có thể bò này, có thể ngồi vững này, có thể lăn lê này, có thể bám vào cái đồ để di chuyển đến cái nơi mà em bé muốn. Sau đó thì em bé sẽ dần là tập bỏ, tức là tập tự đi đó, tập bỏ tay ra các khỏi các cái đồ vật. Thì để hỗ trợ cho con trong giai đoạn này thì các bạn biết đấy là chúng ta dùng xe tập đi cho em bé. Sẽ phải sử dụng xe chữ L để cho em bé tập đi. Cái này các bạn nhớ nhá, chúng ta không sử dụng xe tròn để cho em bé tập đi. Bạn sẽ cảm thấy là bám vào xe chữ L, ban đầu em bé sẽ bám, sẽ đứng mãi, chỉ đứng thôi, sẽ không di chuyển. Sẽ mất thời gian, có thể mất vài ngày, mất cả tuần em bé mới di chuyển những bước đầu tiên. Hoặc di chuyển là ngã, hoặc em bé có thể dùng đầu gối để run cái xe đấy đi, nhưng mà không đứng lên, tùy em bé thôi, không sao. Nhưng chúng ta hãy cứ sử dụng xe chữ L, không được sử dụng xe tròn để cho em bé tập đi. Bởi vì nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, những cái tai nạn thương tích của em bé liên quan đến cái xe tròn rất nhiều. Thứ hai đó là nó không hề có lợi cho vận động của con. Nó không làm cho em bé của bạn giữ thăng bằng tốt hay là nhanh biết đi hơn. Mà thậm chí nó còn làm chậm lại. Cho em bé vào ngồi trong cái xe tròn, bạn sẽ thấy em bé là có cái động tác với chân. Em bé có thể di chuyển đi thật nhanh. Nhưng em bé sẽ không tập được cái cách giữ thăng bằng và tự đi được. Nên là vì nguy cơ về an toàn và cái để cái sự phát triển thể chất của em bé chuẩn nhất, tốt nhất, thì các bạn hãy dùng xe chữ L để cho em bé của chúng ta tập đi. Hầu như thì các em bé phải đến hết tháng 11 sang tháng thứ 12 là có thể đi được những cái bước đầu tiên. Có một số em bé thì sẽ sớm hơn, hoặc có những em bé thì phải tròn 12 tháng sang tháng thứ 13 em bé mới đi được. Thì nó cũng không vấn đề gì quá. Đấy, các bạn không không quá căng thẳng về cái thời gian biết đi của con nhé. Vấn đề tiếp theo là các cái kỹ năng khác thì nó rất nhiều, nhưng mình chỉ điểm đến một số cái kỹ năng cơ bản. Thứ nhất là các bạn sẽ quan sát cái việc là em bé dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái để cầm các loại đồ vật. Em bé phải sử dụng tốt hai cái ngón tay này. Cái này là cái cần theo dõi, bởi vì là nếu mà muộn hay chậm hơn, em bé không biết sử dụng các cái đầu ngón tay hay ngón tay này để sử dụng các loại đồ vật, thì nó có thể tương lai nó có thể liên quan đến một bệnh lý hiện nay nó tương đối phổ biến rồi, là bệnh tự kỷ, mà nó có một trong những cái dấu hiệu nó liên quan đến cái việc dùng hai ngón tay này. Thế thì các bạn cứ quan sát cho con, bởi vì là cái bệnh tự kỷ thì phát hiện càng sớm bao nhiêu thì cái việc chúng ta can thiệp đấy, nó càng giúp ích tăng cái độ phục hồi cho em bé càng nhiều hơn. Nên các bạn để ý cái này. Vấn đề thứ hai đó là về ngôn ngữ. Thì thực ra thì em bé của chúng ta vẫn chưa biết nói trong thời điểm này, tức là vẫn chỉ phát âm những cái âm theo kiểu âm A, và nó không có nghĩa, vẫn là ba ba, vẫn mama, nhưng chưa em bé vẫn chưa biết rằng đấy là để gọi bố gọi mẹ, chỉ là cách khi bạn nói thì em bé cũng đáp lại như thế thôi. Dù là chưa có thể dùng cái lời nói để thể hiện mong muốn của mình, nhưng em bé hay dùng là cái điệu bộ và cử chỉ để thể hiện, có thể đưa tay, có thể là tạo ra những cái âm thanh khi đến, hay thể hiện cái sự thích thú khi mà đến gần những cái vật mà em bé muốn lấy hay thế nào đó. Thì chúng ta phải phiên dịch, tức là chúng ta phải dựa vào các cái biểu hiện của con để phiên dịch các cái mong muốn của con. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể phiên dịch lại bằng lời nói, ví dụ như là con muốn lấy cốc à, con muốn lấy nước à, hay con muốn lấy đồ chơi à, để cho em bé tập dần những cái tiếng nói theo cái cách nói của bố mẹ.
Để phát triển kỹ năng của em bé thì thêm một cái việc này nữa, đó là em bé có cái kỹ năng bắt đầu đi tìm đồ. Ví dụ là đang chơi đồ chơi trước mặt mà em bé đang nhìn bạn giấu cái đồ chơi của em bé đi, em bé biết là bị mất, em bé sẽ đi tìm. Thế cái trò chơi đó là giấu đồ chơi để cho con đi tìm này, hay là chơi ú bà với con này, là sẽ giúp em bé phát triển tốt trong cái giai đoạn này. Thêm một cái nữa, đó là em bé đã bắt đầu thể hiện cái cảm xúc tốt ở cái tháng thứ 12, là bắt đầu nó thể hiện mạnh hơn. Em bé có thể thử phản ứng của ông bố bà mẹ, tức là bé sẽ biết là điển hình nhất đó là ném đồ hoặc là xem bố mẹ thế như nào, hoặc là đang ăn đồ ăn, em bé có thể dùng đồ ăn để ném để xem cái phản ứng của bố mẹ như thế nào. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu thể hiện kỷ luật với con ở cái giai đoạn khoảng tháng thứ 11 thứ 12 này, đó là sẽ khen ngợi khi mà em bé làm đúng, nhưng nếu em bé làm sai thì bạn hãy nói không, và hãy đưa em bé sang, tức là làm sao nhãn cái hành động của con chuyển em bé sang cái đồ chơi khác. Ví dụ nếu em bé của bạn tiếp tục ném đồ ăn một lần nữa, ví dụ bạn bảo con là không được, không được ném, thì bạn lại con nếu em bé ném thì bạn hãy dọn cái chỗ đồ ăn đấy đi, để em bé hiểu rằng đó là nếu con mà tiếp tục ném thì con sẽ không được ăn nữa. Nhiều lần như vậy nên em bé sẽ hiểu, em bé sẽ không làm các cái hành động đấy nữa. Ở trong dạy em bé thì phải rất kiên trì và rất từ từ, và phải lặp đi lặp lại nhiều lần đấy thì em bé mới quen được, và nó có sự nhất quán, nó có sự nhất quán giữa các lần với nhau, chứ không phải lần này thì bạn em bé ném đồ thì bạn lại vui bạn cười với em bé, nhưng lần sau em bé ném đồ bạn lại nghiêm mặt, hoặc là bạn bê cái đồ ăn đi thì em bé không hiểu như thế nào là đúng là sai. Thế thì luôn luôn mỗi cái lúc mà em bé ném đồ ăn thì bạn luôn phải có cái thái độ là không được, nó nghiêm mặt với em bé, và hãy dọn cái đồ ăn đi để em bé chuyển sang cái hành động khác. Không không phải lo lắng về vấn đề là con còn nhỏ quá chưa biết gì đâu, mà là chúng ta luôn phải hướng dẫn em bé ngay từ lúc còn nhỏ những cái đơn giản nhất. Chúng ta chỉ không dạy những thứ phức tạp thôi, nhưng mà những cái thứ đơn giản liên quan đến vấn đề cảm xúc hay điều tiết cảm xúc em bé, và đưa những cái hành động nó vào gọi là lặp đi lặp lại thành kỷ luật và thống nhất với nhau, thống nhất với nhau để em bé dễ nhận biết và dễ làm theo. Đây là cái việc mà chúng ta cần chú ý. Vấn đề tiếp theo về dinh dưỡng cho con trong cái giai đoạn này, chúng ta sẽ hướng đến em bé sang cái giai đoạn là ăn thô, thì nó thích hợp mà, tức là chúng ta sẽ tập dần để sau 1 tuổi em bé có thể ăn cơm, ăn cái loại ăn thực đơn giống như gia đình cùng với bữa ăn của gia đình. Thế thì chúng ta sẽ tăng độ thô cho con. Các bạn có thể cân nhắc đến phương pháp mà chúng ta cho em bé ăn dặm bé tự chỉ huy bắt đầu trong giai đoạn này, thay dần cho các cái bữa ăn truyền thống bằng cháo bằng bột của con. Chúng ta áp dụng ăn dặm chỉ huy không hoàn toàn, tức là trong khoảng 10 đến 15 phút đầu bạn cho em bé tự ăn, và sau đó thì bạn đút cho con, thì vừa tập cho em bé mà vừa hiệu quả. Thì về cái cách cho em bé ăn dặm bé tự chỉ huy này thì có nhiều sách viết về cái này rồi, các bạn có thể gọi là tìm hiểu kỹ hơn để học từng bước áp dụng cho con. Nhưng mà mình có thể nói với các bạn đó là vào cái giai đoạn bắt đầu từ 10 tháng này thì bạn nên nên cho con tiếp cận với cái phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy này, để bé thể hiện cái cá tính của mình. Bé có thể sử dụng tay để bốc nhón các cái loại đồ ăn, lựa chọn thực phẩm và chủ động, tức là hứng thú trong cái việc ăn dặm. Cuối cùng là cái giữ an toàn cho bé trong cái giai đoạn này, vì em bé rất hiếu động, rất nghịch ngợm, di chuyển liên tục đấy. Và chúng ta luôn thường phải để mắt đến con để tránh các cái tai nạn thương tích có thể xảy ra. Thì các bạn nhớ đó là chúng ta cẩn thận với các cái loại ổ cắm điện hay dây sạc pin trong nhà. Nếu em bé bắt đầu sử dụng ngón tay rất tò mò, hay sử dụng như là chọc vào các cái loại lỗ hay cái ổ điện đấy, và các cái loại đồ vật sắc nhọn như là kẹp tóc của các bạn này, hay là những cái thứ các bạn phải cất kỹ này, bảo dùng các cái chốt an toàn cho ổ điện, nắp bên ngoài ổ điện, rồi các cái loại dây sạc của chúng ta cũng vậy. Các bạn sạc xong các bạn cất đi, cho các bạn không để cái dây sạc em bé có thể ngậm vào, nó nguy hiểm cho em bé. Thứ hai đó là các cái loại đồ chơi của con bạn phải thường xuyên kiểm tra lại, đặc biệt là những cái loại đồ chơi có nhiều chi tiết nhỏ, hay là dùng các cái loại pin pin nhỏ pin tiểu như thế này. Ví dụ như em bé hay bây giờ hay ném hay đập đồ chơi, nó có thể vỡ, nó có thể văng ra, và em bé có thể nuốt phải cái pin đấy, nó rất nguy hiểm cho con. Nếu là thường xuyên kiểm tra đồ chơi cho con, và mua các cái loại đồ chơi an toàn, bởi vì em bé của chúng ta là lúc này rất thích ngậm, rất thích cắn đồ chơi. Các bạn mua đồ chơi an toàn và theo độ tuổi cho con. Đó là những cái đáng chú ý nhất trong chăm sóc em bé trong cái giai đoạn từ 10 đến 12 tháng tuổi này nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn, tức là 10 video, những cái chú ý cơ bản nhất thôi trong chăm sóc em bé từ lúc sơ sinh đến 12 tháng tuổi. Khi mà sang hết cái năm thứ nhất, sang năm thứ hai,
hoạt động ăn uống của em bé và nếp rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang các cái cách để hỗ trợ phát triển các cái kỹ năng khác cho con. Thì mình cũng có thể làm tiếp những cái video, nhưng mà nó sẽ không kỹ càng được. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 10 video trong chăm sóc em bé giai đoạn từ sơ sinh đến 1 tuổi. Hy vọng là có thể giúp ích cho các bạn trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ càng tốt hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình gặp lại các bạn nhé.